trận này mình sẽ tính round nha anh em nhé. Xem nó như thế nào. Gặp thằng nào ra 4 Hansei. Hansei là gặp cái thằng Hansei ở round 4 anh em ạ. Tức là bây giờ ấy, cái round 8 ấy, mình sẽ gặp cái thằng mà cái thằng Hansei nó gặp của mình ở cái round này. Đấy. Cái thằng Hansei nó gặp cái thằng Winbeer. Có nghĩa là round 8 mình sẽ gặp cái thằng Winbeer đang lose the trick của mình. Đấy. Anh em thấy không? Nếu mà tính toán chuẩn, không có gì thay đổi thì cái round sau mình sẽ bỏ hết quân cờ ra, để coi như lé được cái thằng đang lose the trick của mình, hiểu không? Anh em thấy không? Đúng là hợp lý luôn á. Và có đủ để lém hết bài ra không thì lại phải tính tiếp. Ở trên bàn cờ mình bây giờ là có 4 con. Winbeer đấy nó có một con, được chưa? Tuy nhiên mình sẽ để đấy. Có 4 con đúng không? Vứt bớt con này đi. Đủ slot. Ờ, đấy anh em thấy chưa? Tính nghệ đúng kiểu thần bài nhập, đéo bao giờ trượt đi đâu được. Đến đây chắc là cũng có anh em sẽ khen mình là mình có cái khả năng thiên bẩm trong cái trò này. Round sau lại bỏ bài vào. Qua được cái mối nguy ở đây rồi. Qua được cái mối nguy. Round sau bỏ bài vào thôi. Hợp có nhà bà Lý luôn anh em. Anh em thấy không? Anh em chỉ có anh em xem đêm này thôi, anh em mới biết được cách tính đấy. Cách tính toán đấy. Còn không phải anh em nào cũng biết được đâu. Không phải anh em nào cũng biết được đâu nhá. Anh em xem đêm anh em mới được chia sẻ cách tính toán. Nhưng mà vẫn toang anh em ạ. Bây giờ bằng cách nào đấy có thể là sống sót được đây. Ở cái rau quái đây không có đam. Không có đam thì sống cái đéo gì ở rau quái được đây. Thực ra là cái rau 9 này mình cũng biết là mình sẽ gặp ai, nhưng mà mình đéo thèm tính luôn anh em ạ. Mình chỉ cần tính cái thằng mà nó đang bét bảng thôi. Còn cái round 9 này thì mình cũng biết là mình sẽ gặp cái thằng nào, nhưng mà thôi không cần tính như là nhức đầu á. Round 9 này thậm chí mình có thể biết round 11. Anh em thích mình tính round 11 cho anh em xem nhá. Anh em nào không tin mình tính cho anh em round 11 luôn, nhưng mà sẽ toang rồi anh em ạ. Nếu có bài thì đánh thế nào được. Như nào đây? Thôi chấp nhận thôi, chấp nhận đồ đều thôi. Chả biết làm nào. Chấp nhận đồ đều ạ. Để lấy 40 tiền. Thằng round 11 là cái thằng nào thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em biết luôn. Hansei. Tính hơi nhức đầu thì anh em ạ. Đó chính là cái thằng top 1. Thằng top 1 chính là cái thằng gặp mình ở cái round thứ 11. Biết trước đối thủ ở round sau ấy, biết trước rất có lợi thế nhá. Anh em có thể bỏ bài vào hoặc là bỏ bài ra, tùy thuộc vào quân cờ, cái sức mạnh của bàn cờ và cái ý muốn của mình. Xem là cái ý định của mình nó là như thế nào. Rất là có lợi đấy. Mình sẽ gặp thằng top 1 ở cái round này. Thấy chưa? Anh em thấy không? Chuẩn chưa? Nhưng mà nhức đầu lắm. Nhức đầu lắm. Chết rồi, quên không cho. Đấy, đây, mẹ tính toán. Quên không cho con này vào. Lại mất nhiều máu rồi. Lại mất nhiều máu rồi.
tính làm cái gì cho nó nhức đầu. Tính là mất thời gian lại không xếp được bài. Đấy, vấn đề là thế, con tính thì tính được thôi. Nó không xếp được bài. Ước gì có người, ví dụ như Bảo Long chẳng hạn. Bảo Long ở ngoài tính hộ mình cái. Ước gì có người ở ngoài tính hộ, mình chỉ việc chơi thôi.